Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp đồng chí Vladislav Valerievich Sapsa, thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết các cuộc gặp gỡ trao đổi cấp cao giữa hai nước vẫn diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước được thúc đẩy và đạt được những kết quả tích cực, cho rằng quan hệ giữa các địa phương có ý nghĩa quan trọng, làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Kaluga của Nga và tỉnh Bình Thuận của Việt Nam tiếp tục phát triển quan hệ kết nghĩa tốt đẹp, đồng thời hai tỉnh kiên trì tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách hợp tác để thúc đẩy phát triển. Trân trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, Thống đốc tỉnh Kaluga Vladislav Valerievich Sapsa thông báo đến Chủ tịch nước kết quả hợp tác giữa tỉnh Kaluga Liên bang Nga và tỉnh Bình Thuận Việt Nam. Thống đốc Vladislav Valerievich Sapsa chia sẻ về những thế mạnh của tỉnh Kaluga trong các lĩnh vực của ngành công nghiệp, nông nghiệp, nhất là những thành tựu về điện hạt nhân, giao thông xây dựng, cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai tỉnh trong thời gian tới.